Chào các bác, trên đây là một chiếc đồng hồ Odom của người Pháp. Nó thuộc dòng máy 24. Và đây là một chiếc đồng hồ mà các bác hay gọi theo gọi là cái đời kim, đầu búa và cái vách máy là đời máy 54. Chiếc này nó sẽ sở hữu đó là 8 gông 8 búa, chơi cái bản nhạc Westminster 15 phút điểm nhạc một lần. Bây giờ em sẽ cùng các bác đi tìm hiểu cái mẫu thiết kế của chiếc đồng hồ Odom 548 này, xem nó có cái điểm gì đặc biệt là âm thanh của một chiếc đồng hồ Odom nhập Pháp. Nếu các bác nào mà đã tìm hiểu chuyên sâu thì đối với cái dòng Odom 548, các bác sẽ có tới hàng nghìn mẫu thiết kế khác nhau. Cái mẫu thiết kế em nói lên là đó là thiết kế của chiếc thùng đồng hồ, có tới hàng nghìn mẫu các bác ạ. Và đây là một mẫu em công nhận là khá là đẹp. Nó cân đối các bác ạ. Nó mang một vẻ đẹp cân đối. Đó là chúng ta sẽ có hai chùm nho đối xứng nhau hai bên để làm tông nổi bật cho cái bộ mặt số của thương hiệu Odom. Một cái phần kính dưới các bác hay gọi đây là kính trái tim cũng được, mà kính khiên cũng được. Thiết kế khá là tinh túy các bác ạ. Nó sẽ tạo ra những vẻ đẹp kết hợp cùng với quả nắc đang chuyển động ở bên trong đây. Thùng này là thùng sồi các bác ạ. Đây là một chiếc thùng sồi, chứ không phải là ép vân gỗ sồi. Em mà sẽ mở phần cánh ra. Chiếc này nó còn giữ được nguyên cả hai cái chốt khóa cài các bác ạ. Đây, đây là bên trong của chiếc đồng hồ. Các bác nhìn xem, rất là dày dặn nha. Cánh thùng rất là dày dặn đấy ạ. Đó, bên trong các bác phải nhìn đây, những cái đường nẹp kính này, đường nẹp kính còn nguyên, nguyên luôn, ít xước xác gì nhỉ, ít xước xác này, tuyệt vời. Nói chung là tổng thể khá là đẹp để các bác sưu tâm. Nên bên trên thì tất nhiên rồi, vẫn là điểm nổi bật, đó là một cái bộ kim số 8 mà các bác hay gọi, tên logo thương hiệu Odom. Với cái bộ mặt số này thì em nhận định bộ mặt số này nó còn khá là đẹp, rõ nét để các bác sử dụng. Ba lỗ vành khuyên cót nó gần như là ít cái vết xước xác, vết bẩn trong quá trình mà các bác nên cót này. Xuống dưới một chút các bác sẽ thấy là các đầu dây khóa chuông hai bên còn đầy đủ. Hai khuyên cũng thế này, hai khuyên cũng thế. Đây là một chiếc tay cót nguyên zin của thương hiệu Odom. Nhìn khác hẳn so với những thương hiệu khác đúng không các bác? Tiếp đến chúng ta sẽ có gì nào? Đó là một phần quả nắc. Một phần quả nắc thì đẹp rồi, ít méo móp là chơi ok rồi. Còn xước xác thì tất nhiên rồi, những chiếc đồng hồ 54 này nó sẽ được sản xuất vào khoảng những năm 1954. Thì tất nhiên là một số những nét đẹp của thời gian nó xuất hiện thì không đáng kể, và bắt buộc là sẽ phải có. Thế mới gọi là những chiếc đồng hồ cổ đáng quý. Bên trên chúng ta sẽ có cái gì nào? Ở đây bên trên các bác sẽ thấy là em đang giới thiệu cho các bác một chiếc chơi trên nền gông 101, 8 gông thép các bác ạ, 8 đầu vồ này. Và các bác nhìn xem, thanh chống máy của chiếc này còn đầy đủ này. Đây là cái bộ máy vách đồng mà em muốn gửi tới các bác đây. Bộ máy vách đồng này thì là bộ máy nguyên bản nguyên zin các bác ạ. Nguyên bản nguyên zin. Đến cái phần đầu vồ các bác nhìn này, cái đầu vồ da nó còn rất là đẹp này. Chắc chắn tí nữa là sẽ cho các bác cái âm thanh rất là hay của bản nhạc Westminster. Và em cũng thử luôn tiếng chuông để các bác không phải gọi là đợi chờ lâu về âm thanh của chiếc đồng hồ Odom 548 nguyên bản này. Thank you.
Vừa rồi là âm thanh của chiếc đồng hồ Odo 548. Các bác nhận định về âm thanh của chiếc 548 này thế nào? Đối với em thì đây là một chiếc 548, nó cho các bác cái chất âm khá là chậm, tròn tiếng. Một thiết kế đẹp này, nguyên bản nguyên zin, cộng với cái tiếng chuông huyền thoại, đó là bản Westminster, xuất hiện trên tất cả các loại đồng hồ côn cổ, mà nó còn lại xuất phát từ một thương hiệu nổi tiếng danh giá của đất nước Pháp, đó là thương hiệu Odo. Thì còn gì đáng quý hơn, đúng không ạ? Vâng, cảm ơn các bác đã theo dõi video của bên đồng hồ Vang Vọng.